Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall, chi tiết ở phần sau của video. Đây là bộ phim về một chú tiểu có siêu năng lực của một cái quạt và hệ điều hành của thám tử lừng danh Conan, tại vì cậu đi đến đâu là người ở đó chết hết. Avatar, người uốn khí cuối cùng. Truyền thuyết kể rằng có một thế giới mà nơi đó có 4 nguyên tố cấu tạo lên thế giới, lần lượt là carbon, hydro, oxy và nitơ. Đây là trái đất mà. Còn trong vũ trụ này, 4 nguyên tố cấu tạo lên thế giới lần lượt là nước, đất, lửa và khí, tương ứng với 4 đất nước: thủy tộc, thổ triều, hỏa quốc và phong tự. Và họ cũng không giỏi trong việc đặt tên lắm. Từ xa xưa, 4 quốc gia chung sống trong hòa bình, nhưng 100 năm trước, hỏa quốc nhận ra là lửa của mình mạnh vãi trưởng và quyết định giấy binh đao mở rộng bờ cõi. Thổ và thủy còn có lực để cố gắng chống trả, chứ còn phong là bị tuyệt chủng luôn. Lý do phong bị tuyệt chủng là do một câu chuyện dân gian được truyền qua nhiều thế hệ. Trên thế giới sẽ luôn tồn tại một avatar, hay còn gọi là thế thần, người có thể thông thạo bảy cả 4 nguyên tố và là người sẽ đem lại hòa bình cho thung lũng. Thế thần sẽ liên tục đầu thai, xuất hiện lần lượt ở 4 quốc gia. Nhưng mà đem một cái là thế thần tiếp theo sẽ thuộc phong tự, nên là hỏa quốc phải diệt hết tất cả các ngự khí sư để Avatar không bao giờ trở lại nữa. Thế là hết phần giới thiệu. Giờ chúng ta sẽ gặp hai anh em Sokka và Katara, hai cư dân của thủy tộc. Vì bọn hỏa quốc xâm lược khắp nơi nên làng của hai anh em phải đi cộng sinh với lũ chim cánh cụt. Trong lúc đang kiếm cái gì đấy bỏ vào mồm thì họ phát hiện ra một quả cầu băng. Và như một người thông minh khi thấy một quả cầu băng to ơi là to và trông cực kỳ đáng nghi thì Katara phang nó. Hay à, hay, ôi địch. Quả cầu phát nổ, một luồng sáng bắn lên vũ trụ và bị nhìn thấy bởi một chiếc thuyền hỏa quốc đang lởn vởn gần đấy không vì một lý do gì cả. Theo một lẽ tự nhiên thì hai anh em sẽ chạy đi, nhưng mà không, hệ thống não bộ của Katara không cho phép cô bỏ đi mà chưa ngó vào quả cầu. Cô tìm được một chú chó trông không giống một con chó lắm và một thằng cu đầu chọc. Hai người đưa cu đầu chọc về làng. Thằng cu em trông còn nhỏ mà xăm trổ phết. Sao cậu lại lạc trôi đến đây vậy? Mình bỏ nhà ra đi. Thế là cậu là thí sinh đứng lên đỉnh Olympia. Cảm ơn vì cứu tớ nhé. Năm 5.000 thôi. Hài đấy nhưng mà chắc tớ phải về thôi. Nhưng mà khả năng cao là An không sủi được, tại vì thuyền của Hỏa Quốc đang tìm đến. Quân Hỏa Quốc bao vây ngôi làng. Một anh trai châu Á mặt hơi sẹo đứng ra giới thiệu mình là hoàng tử Zuko, con trai của quốc vương Ozan. Tên đần phết. Hắn yêu cầu giao nộp tất cả người già trong làng ra. Tôi mong là Hỏa Quốc không có Soldier Boy. Dân làng ở đây kỹ năng câu cá thì cộng 10 nhưng mà khả năng chiến đấu thì bằng 0. Katara là ngự thủy sư duy nhất trong làng và cô chuẩn bị làm gì đó. Nhưng mà Sokka là người có ăn học đầy đủ, anh biết đếm số lượng kẻ thù trước mặt nên họ đành giao nộp Aang cho Hỏa Quốc. Aang buộc phải đi, không thằng kia đốt làng mất. Anh cứ để chúng mang cậu ấy đi à? Thế em định làm gì với kỹ năng của mình? Rửa mặt cho địch à? Mình đã cứu cậu ấy thì mình phải có trách nhiệm. Anh biết có người đẻ được cả con ấy nhưng mà cũng có cần trách nhiệm đâu. Này, nếu đấy là một phép so sánh thì nghe hơi xúc phạm đấy nhá. Thứ nhất là chúng ta chỉ vừa quen thằng cu ấy được 5 phút. Thứ hai là chúng ta đuổi theo con thuyền ấy kiểu gì. Nhưng mà đừng lo, tại vì con chó trông không giống con chó của Aang, có thể bay. Họ đến gặp trưởng lão lần cuối trước phút lâm chung. Bà kể về cậu bé đầu chọc có cái hình xăm trông giống phong tự phết. Vì thực ra Aang chính là người cuối cùng của phong tự còn sống. Và nói thẳng ra cậu chính là Avatar luôn, đỡ phải nghĩ. Có nghĩa là nếu mà Sokka và Katara không nhanh thì Aang sẽ nhận một vé về Hỏa Quốc. Trong lúc đó thì Aang bị Hỏa Quốc kiểm tra xem có phải khí sư không. Và lại chả rõ ràng quá, cái thằng này không phải là ngự khí sư thì chắc là cái quạt nhà tôi mới phải là ngự khí sư. Zuko như vớ được vàng và thông báo cho Aang biết là cậu đã bị bắt và cậu sẽ không thể nào rời khỏi đây. Và nhờ Zuko nói thế nên Aang trốn ra ngoài luôn, tại vì mấy ông lính canh như NPC đứng im để Aang kiểu hữ phù phù á thứ. Sau đó thì Aang bay đi trên chiếc dù liệng đúng lúc Sokka và Katara đem chú chó trông không giống chó đến đón. Zuko nhìn theo, mặt nhìn lớn ao vãi trưởng, tại vì cơm gấp đến mồm mình còn rơi. Và ta biết được Zuko hóa ra là thằng con bị bố ghét nên là phải ra xã hội làm ăn bươn trải lập công, mà cái công to nhất thì lại vừa bay đi mất rồi. Aang sau đó bảo là mình cần về nhà, tại vì biết Hỏa Quốc sắp có âm mưu gì đó. Hai anh em Sokka đòi đi theo và họ bay tới phong tự. Aang hào hứng chạy quanh tìm bạn bè của mình, nhưng mà Katara bắt đầu nhận ra có một cái gì đấy sai sai. Rồi có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là cậu đã trở thành đội trưởng Mỹ. Tin buồn là Hỏa Quốc giết hết mọi người rồi. Aang không tin, cậu chạy ra cánh đồng nơi mọi người thường luận công, nhưng mà nơi này không khác gì London vào mùa mưa, toàn xương là xương. Khả năng cao là cả lò nhà Aang đi hết rồi. Aang sốc quá, cậu hóa điên, mắt sáng như đèn pha ô tô, gió bão nổi đùng đùng. Aang tiến vào một trạng thái đi cảnh nên mà cậu gặp một con thú kỳ lạ, trong phim này gọi là thần hồn. Có nghĩa là họ vừa là thần vừa là hồn. Katara ở ngoài bảo là Aang hãy bình tĩnh lại đi. Thế là Aang bình tĩnh lại luôn. Bạo bùng thế mà Katara vẫn đứng gần Aang nói chuyện được. Chắc là biên kịch khả năng cao không được trả đủ tiền để viết đoạn này cho nó hẳn hoi. Sau đó ba người tiến về phía thổ quốc và bị đám lính ở đây bắt lại mà không hề có chút phản kháng nào, mặc dù Aang là một avatar. Họ được đưa đến trại giam của những ngự thổ sư ở Hỏa Quốc. Và bạn đoán xem điều thông minh ở đây là gì? Họ giam ngự thổ sư ở trên đất liền. Và tất cả những gì ngự thổ sư làm với đất là đào đất trồng khoai.
ê nếu mà các anh không biết thì các anh đang đứng trên đất ấy, và kiểu các anh có thể điều khiển đất ấy. Thế là mọi người kiểu ui thằng nhóc này thông minh tê, thế mà mấy năm nay không nghĩ ra. Àng tiết lộ luôn mình chính là Avatar, và mọi người ơi can đảm lên, mạnh mẽ lên. Thế là những người thổ quốc bắt đầu phản kháng, mấy thằng lính hỏa quốc tự nhiên bị binh 35, Katara đứng ra hô hào như thể đây là nhà mình, nhưng mà lính hỏa quốc lại quay sang đánh các ngự thổ sư. Các ngự thổ sư điên lên, họ vận dụng khả năng điều khiển đất đá siêu năng của mình để điều khiển một hòn sỏi, và kỳ lạ là nó có tác dụng. Sokka hay đứng không nãy giờ chỉ xuất hiện đã vào chim địch một phát, thắng luôn cuộc chiến. Nói chung cảnh này thiểu năng vãi trưởng. Tôi không hiểu sao hỏa quốc lại có thể thua các ngự sỏi sư này. Nhưng mà rất nhanh sau đó toàn bộ trại giam đã được giải thoát, điều mà thổ quốc không làm được trong 100 năm trở lại đây. Áng được các thổ sư tặng cho một quyển bí kíp, nhưng mà lại là bí kíp thủy độn và nó nằm ở thổ quốc, mà còn là hàng cực hiếm nhưng mà vứt ngay giữa kho, không ai quan tâm tại vì không ai ở đây học được. Sokka đang có đà nên là rủ Áng sang làng khác khởi nghĩa luôn, thì Áng lại bảo là Áng biết điều khiển mỗi khí và muốn biết cách điều khiển những nguyên tố khác thì phải đến từng nước tìm người chỉ dạy. Sokka đề xuất đến phương Bắc tại vì thủy tộc nơi đó được mệnh danh là god của các thủy sư. Tiện thể trên đường gặp bất bình thì ra tay nghĩa hiệp cứu giúp dân làng luôn. Thế là sự trở lại của Avatar bắt đầu lan truyền đến khắp nơi. Áng đi đến đâu là các hành động thiểu năng như này đi đến đấy. Tôi hỏi thật là cái ông hỏa quốc kia đừng ngoáy ngoáy cái gì ở đấy vậy. Nhưng mà tiếng lành đồn xa và tin tức bắt đầu đến tai hỏa quốc. Nhưng mà bên cạnh sự comeback của Avatar thì còn là 360 boutique không đầy tủ đồ, bích ra đủ bộ, không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các loại outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau. Để kỷ niệm đạt 2.000 số áo bán đầu tiên cho sản phẩm áo khoác gió trong thời gian siêu ngắn thì 360 boutique tung deal giảm giá 50%, từ 580k giảm còn 299k cho một chiếc áo khoác. Rất là ưu đãi trên gian Shopee Mall, được mệnh danh là áo khoác 5C với đủ tính năng cản bụi, cản nước, cản gió, chống nắng và chống nhăn. Vải gió ly được ép công nghệ tráng kính tăng gấp đôi hiệu quả kháng nước, giúp anh em thoải mái tự tin đi dưới mưa cũng hạn chế bám bẩn. Phong áo unisex phù hợp cho cả nam và nữ, có size cho anh em lên tới 90kg, mũ trùm rộng có dây rút cản gió tuyệt đối, lại có túi bên trong, tha hồ để đồ, không lo rơi mất. Màu sắc basic rất dễ phối cùng nhiều phong khách. Nhận hàng không đẹp, có thể trả lại hàng, ưu đãi có hạn, mua ngay khi thấy video này. Ngay sau đó thì quốc vương sốt sắng, cử ông tướng quân này đi tìm Avatar, và phải làm được trước thằng hoàng tử, không thì nó về nhà khạnh khạng nếu ông không thích. Hoàng tử mặt sẹo cũng đã mò đến thổ triều để điều tra và bám được đuôi nhóm của Áng. Ở đây thì ta được nghe câu chuyện về hoàng tử Zuko. Trong một lần chống lại cấp trên, hoàng tử Zuko bị bắt phải solo với cha mình. Và kết quả thì ai cũng rõ, người nào thua thì phải làm Deadpool suốt đời. Và Deadpool đang rất cố gắng để bắt được Áng càng sớm càng tốt, để còn về hỏa quốc đá vào đầu những người khinh thường mình. Còn về Áng đang tập luyện làm ngự thủy sư thì lại thấy ảo giác với các huynh đệ và quyết định bỏ đi để kiểm tra xem cái ảo giác có chuẩn không. Và ảo giác chuẩn phết, tại vì nó đúng là ảo giác thật, chả có ma nào ở đây cả. Áng gặp một người trông giống phong tộc nhưng mà lại quốc tịch thổ quốc. Ông giới thiệu cho cậu phòng trưng bày các avatar trước, nhưng mà đó chỉ là kế câu giờ để ông tướng hỏa quốc dẫn quân ập vào. Áng bị bắt nhưng mà không bị giết, tại vì nếu giết Áng thì avatar sẽ lại đầu sang thủy hay là thổ quốc mất. Ê nhưng mà nhá, nếu mà nó đầu thai thì cũng tốn mười mấy năm để lớn lên học hành các thứ mà. Sao ông kiểu giết đi xong rồi 15 năm lại đi săn một lần? Chắc là đạo diễn hay là bên kịch không nghĩ thế, tại vì ngay sau đó một kẻ đeo mặt nạ từ đâu ra giải cứu Áng. Hai người đột phá vòng vây bằng một cách gì đấy mà chóng mặt vãi trưởng. Và các hỏa sư làm gì đây? Lửa của họ đâu? Tôi không biết. Họ đứng cầm kiếm ngoe nguẩy vô hại như mấy con NPC trong GTA. Tuy nhiên số lượng địch lại quá đông. Nhưng mà ông đeo mặt nạ lại đe dọa giết Avatar, người mà anh vừa mất rất nhiều công để cứu được. Và nó thực sự có ích, tại vì hai ông tướng quân bắt đầu sợ sệt, thì vì nếu Avatar chết thì sẽ lại được đầu thai. Hai người ung dung chạy trốn, nhưng mà hỏa quốc đã kịp bắn thêm một mũi tên thẳng vào mặt anh mặt nạ, và đó chính là hoàng tử Zuko. Hắn cứu Áng chỉ để giành công bắt Áng về cho mình. Áng dùng phong độn tạo ra một làng xương và bỏ trốn cùng Zuko, sau đó thì vứt hắn ta ở bìa rừng. Tướng quân về nước báo cho hỏa vương nghi ngờ tên mặt nạ chính là hoàng tử Zuko. Mồm thì bảo là không chấp nhận trẻ con, nhưng mà lại sai người đặt bẫy Zuko. May mà Zuko tỉnh táo vẫn thoát ra được. Tướng quân gia cũng đã phát hiện Áng mới chỉ là một thế thần tập sự và không biết điều khiển nguyên tố nào khác, thì khả năng cao là cậu sẽ đến thủy tộc để học tập. Nhưng mà đó chưa phải là kế hoạch duy nhất, tại vì gia còn ăn trộm được một bản đồ của em trai hỏa vương tên là Iro và chỉ ra vị trí của nguyệt hồn và hải hồn. Và kế hoạch đến thủy quốc lần này không chỉ là bắt Áng mà còn tiêu diệt các thần hồn này. Áng cũng đã tới Bắc Thủy Tộc. Sau khi đến đây, Áng nhanh chóng thầm sư học đạo, tập các điều khiển nước. Với khả năng học rất nhanh của mình thì Áng đã có thể làm ướt đối thủ một cách dễ dàng. Sokka thì đột nhiên được làm quen với công chúa Thủy Tộc, cái trạng to nhất mà cậu có thể chui vào, và lý do chắc chắn không phải vì anh đẹp trai. Nhưng mà khoảng thời gian yên bình cũng không quá lâu, tại vì hỏa quốc đã tới. Áng bảo mọi người hãy câu giờ cho mình để cậu đi nói chuyện với các vị thần để khai phá sức mạnh mới. Thời gian dự kiến thì khoảng 4 ngày, Thủy Tộc làm nào làm tìm cách mà cố thủ. Nhưng mà Zuko đột nhiên xuất hiện, và bạn sẽ thắc mắc tại sao là anh này phải cầm theo một cái đuốc. Thì vì mấy anh hỏa sư trong này phải cầm theo bật lửa thì mới có thể điều khiển lửa được. Nghe hơi phế nhỉ? Katara đỡ được hai chiêu và bắt đầu khoe khoang về việc mình là một ngự thủy sư cuối cùng của nam thủy tộc. Xong đúng 5 giây sau cô thua luôn.
Zuko bắt Aang đi. Trong tâm trí, Aang được gặp thần long đại hiệp. Ông bảo là cậu hãy dùng nước để đánh bại hỏa quốc. Wow, kiến thức cứu hỏa level vũ trụ hố đen gì đấy. Và kiến thức đó đã thực sự được Aang tiếp thu. Aang trở về thế giới thật và giao đấu với hoàng tử Zuko. Và dĩ nhiên là Zuko thua, tại vì cả khí và nước đều cao tờ được lửa ấy. Trận chiến ở bên ngoài đang bất lợi cho phe thủy tộc bất chấp lợi thế sân nhà. Và tôi thực sự không hiểu sao họ có thể chống trả 100 năm trước hỏa quốc với cái sức mạnh thế này. Aang phải đích thân ra trận, nhưng mà như tôi đã nói, bắt Aang không phải là kế hoạch duy nhất. Tướng quân Giao lừa lúc mọi người đang đánh nhau, đi vào ngôi đền của thủy tộc và giết chết Nguyệt Hồn. Mặt trăng nhuốm đỏ, tinh thần của thủy tộc giảm xuống. Nhưng mà tướng quân Iro của hỏa quốc lại là một thành viên của Giờ Liêm. Ông đuổi hết hỏa sư ra ngoài và đưa ra lời khuyên cho công chúa để hồi sinh Nguyệt Thần. Cái giá phải trả là cơ thể 70% nước của công chúa. Sokka kiểu, ôi không, tình yêu của tôi, người mà tôi mới gặp hôm qua. Và đột nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy cả đời, nhưng mà không được rồi. Vì bây giờ tôi phải hôn cô ấy một phát để cô ấy hy sinh thôi. Tôi khá chắc là đạo diễn không hề xem bất cứ phim tình cảm nào trong đời mới làm được cái cảnh này. Công chúa chết, Nguyệt Hồn hồi sinh, thủy tộc bắt đầu điên lên. Hoàng tử Zuko đành phải bỏ đi để tránh tai bay vạ gió và bỏ lại tướng quân Giao một mình. Hắn bị bốn thủy sư liên hoan xác thịt và chắc chắn là chết thôi, như nhân vật phụ sống lâu làm cái gì. Aang một mình cân hết đám lính hỏa quốc và dĩ nhiên phải slow motion tí cho nó nghệ thuật. Sau đó thì cậu nhớ về những kỷ niệm xưa, mắt cậu sáng, dáng cậu hiền, cậu gọi lên một con sóng thần, con sóng to đến mức ai nhìn cũng phải sợ và hỏa quốc sợ thật. Trận chiến kết thúc trông cực kỳ lờ mao. Aang chính thức làm chủ được sức mạnh của nước. Và chỉ còn hai nguyên tố nữa thôi là cậu sẽ trở thành Avatar. Và kẻ thù trước mặt của Aang chính là con gái của Hỏa Vương, Azula. Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ không bao giờ có phần 2, tại vì nhiều người khả năng sẽ điên lên nếu phải tiếp tục chứng kiến các hỏa sư trong phim này đứng kiềm kiềm ngoái ngoái. Và tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký giờ review để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.